Okay. Close your eye. Door open, okay? Door open. Open up. Your present. Earbuds? So, Merry Christmas. Nande? What? Your no broken ja. Well, only one side though. Only one side left. Now you can use that for both. You know. So. Thank you. Close your eye. I have another present for you. Yeah, you should need AirPods, girl. And it? That your mother is just. Don't do it. Earphone. I like earphone. Okay, there's another present for you. Don't open it. Okay. Yay! So Ruffy Wonder. You like it? I love it. You love it, Nano? Mm. So which one you like more? Airport or socks? Why you like socks more? It's really cheap though. Where's that one? Why? You have pointy feet? I don't know. Why? How long do you use this one? So, now you have new sock. Yay! Show me a new sock. Is there? Whoa. Hot guy? Hot guy. Ooh. Hot guy. Thank you. すごい。めっちゃフラッフィー。シャー。コットンかな。うん。What do you want for Christmas? In the underwear? Get on the bed. Attakai. How do you say attakai? Am? Ấm quá. Ấm quá. Ấm quá. Ấm quá. Ấm quá. And also, today I bought some chicken. Chicken. So. What? 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 So, Christmas chicken. Ờ, như các bạn biết thì ở Nhật là vào Giáng sinh là ăn gà nha các bạn. Hay ăn gà KFC, mà gà KFC đấy dở lắm. Bạn nào mà qua Nhật các bạn biết là gà KFC ở Nhật siêu dở luôn. Nó không có giòn mà nó cứ mềm 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 á. Đó, ở đây. KFC nó nhiều sữa. So maybe they copy it. Eat, eat. Today, Vietnam and Thailand no suck it out. In Japan? No, not in Japan after that. But this time is Vietnam and Thailand. Which team you gonna support? Which team you gonna support? Good girl. Okay, that's it. Okay, và cho bạn nào biết mà vì sao video trước mình xóa là bởi vì dính bản quyền nha các bạn. Bản quyền về đá banh thì rất là nghiêm trọng ở trên YouTube nên là mình xóa luôn. Bạn nào muốn coi video thì các bạn có thể lên Facebook. Mình cũng đăng trên đó mà mình không biết là khi nào bị xóa thôi nhưng mà vẫn chưa bị xóa. Lần này tụi mình quay chắc mình sẽ không quay màn hình của TV nữa các bạn. Bởi vì lần trước là dính bản quyền rất là nhiều nha. Gần như dính cả toàn bộ video luôn các bạn. Và nhiều bạn hỏi vì sao mình không đeo kính nữa thì mình gần đây mình đã đi phẫu thuật LASIK rồi nha các bạn. Ờ, vì vậy là mình không xài. Và đó là lý do mình không đeo kính nữa. Và cũng gần đây mình cũng không ít khi edit video các bạn là bởi vì mới phẫu thuật mắt xong mà kiểu cũng không muốn nhìn vào máy tính nhiều các bạn. Vì nó sợ bị ảnh hưởng xấu á. Và đó, mổ mắt ở Nhật thì cũng bình thường các bạn, giá thì chắc cũng hơi cao hơn ở Việt Nam một chút. Ở Nhật mình mổ mất tầm 21-45 triệu các bạn. Ở Nhật mình mổ mất 45 triệu. Thì mình đi phẫu thuật mắt thì người ta cho mình cái coupon. Bạn nào mà đi phẫu thuật mắt ở bên Nhật á mà muốn giảm giá thì nhắn tin cho mình để mình gửi cho các bạn coupon này để đi làm cho giảm giá nha.
và mình phẫu thuật chỗ đó cũng rất là ok nhé các bạn, kiểm tra cũng rất là đầy đủ này nọ. Hiện tại đang mới 8:49 rồi các bạn, vẫn chưa ấy nha. Mình quay trước hôm nay để ngày mai để đăng kịp Giáng sinh đó các bạn. Nhưng mà thôi kệ cũng được. Ngày mai tụi mình sẽ đi chơi ở đâu đó. Đánh đề Makita nó. Saka lưu tiếp, thu tiếp. Silver 1? What? So, silver 3 đặt tất kỳ đâu. Đánh đề xong nó drop nè nó. Carry me button. If you play Sage, you have to play Battle Sage now. Was she? Was she? Better than Kepsi? Mm. Onaji. You should eat with chili sauce. Vietnamese chili sauce. Eat with chili sauce, Timmy. Let me open. You ate it before, right? Ah! Too many! Is that? Mm. Was she? With or without? With. With? Can I eat the whole thing instead? Thôi bây giờ ăn đã. Thế nữa tụi mình sẽ quay đá banh cho các bạn xem nha. Các bạn bây giờ sắp bắt đầu rồi nha. Lần này là chiếu trên YouTube luôn nên rất là thuận tiện cho những người sống ở ngoài các bạn. Mỗi lần mình coi mình đều phải coi trên, phải xài VMP ấy, rất là lag nha các bạn. Nhưng mà lần này chiếu trên đấy luôn nên là rất là ok. Đó, bây giờ mình phải làm đồ uống cái đã. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ các bạn làm đồ uống yêu thích của mình nha. Đây là trụ rum nha các bạn, Captain Morgan nha. Các bạn có thể mua bất kỳ loại rum nào. Mình rất thích uống nước mía, mà trụ rum là làm từ mía nha các bạn. Nó cũng có vị ngọt. Đó, mình sẽ cho một ít vào. Đó, cho tuần này đừng cho nhiều nha các bạn. Uống kiểu để cho nó hơi vui miệng thôi các bạn, chứ đừng có kiểu mà làm nhiều quá uống rất dễ say nha. Đó, về cho coca, mình thì sao hay uống coca zero rồi các bạn. Đó, cho từ từ vào. Mucho nioi suru. So, you like it? Mm. Đó, mùi rất là thơm các bạn. Mùi thơm của mía và coca là rất là thơm. Đó, như thế này. Đó, rồi tiếp nữa cho thêm đá. Các bạn nhớ đừng cho nhiều đá quá nha. Nhìn thấy rất ít bọt đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn thấy rất ít bọt đúng không? Nhưng mà khi các bạn khuấy lên một phát là bọt lên rất là nhiều luôn. Nhìn nè. Ồ, thấy không? Khuấy một phát là lên liền. À! Ồ, ok. Đó, thấy không? Chỉ cần khuấy nhẹ cái là lên liền. Vậy các bạn để nó vừa thôi, đừng để nhiều quá. Nó tràn ra ngoài á. Nó khuấy lên. Đó, khuấy lên tiếp nè. Ủa, cái bọt này là ngon nhất luôn các bạn, cái bọt này rất là ngon nha. Cái bọt này là phần ngon nhất. Có khuấy lên. Đó, khi mà xong rồi thì các bạn cho một ít đá thôi nhé. Tầm khoảng 6-7 cục đá thôi, đừng cho nhiều quá. Ok, đó, thế là xong. Rất là ngon luôn, bạn nào mà thử uống kiểu này nha, rất là ngon luôn. Nếu mà các bạn không có điều kiện mua Captain Morgan thì các bạn có thể mua những hãng khác cũng được, không cần phải Captain Morgan đâu. Đằng Văn Lâm. Hiện tại là một lớp mới ở Osaka nha các bạn. Bây giờ mình chỉ quay cái đoạn này thôi. Chắc đoạn này không bị bạn Nguyên. Chắc quay đoạn sau chắc là sẽ bị bạn Nguyên nữa. Ok. Is that my sock? Yeah. Shouldn't I like it, Nano? Laughing. Sau một quả đó các bạn, đúng siêu nhanh luôn. Damn it, that why you happy? I have cut off taking pictures. I have cut off. Quả đó tự nhiên bị trượt chân ta, kỳ vậy. Wow, quả tự nhiên bị trượt chân. Hay không, nhưng mà thôi cũng được. Còn cả trận đấu sau nữa mà. Trận này có vẻ như cái trọng tài hơi thiên vị quá một chút thì phải. Thì đúng trọng tài chán. Quả đó chạm tay mà không cho BNT. Thôi cũng được, không sao. Ok các bạn, bây giờ thôi. Chắc hẹn các bạn đợt sau coi lượt trận thứ hai nha. Bây giờ thì đi ngủ rồi đã. Saka ngủ rồi. Ok, và nếu bạn thích video nhớ nhấn like, subscribe nha. Subscribe nha. Bye bye. Push the video.